thì không ngoài tánh chúng ta nó rơi vào cái chỗ còn quá nhiều lòng tham, còn quá nhiều tánh sân, còn quá nhiều cái sự tâm tối. Vì vậy thầy mới dạy, ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Đây là tánh tình nè, rõ ràng thấy không? Rồi mau trở lại đừng theo tà quỷ. Sở dĩ tánh tình ích kỷ là do tà quỷ nó gây ra, do cái chủ thể bên trong chúng ta là tà quỷ. Cho nên thầy mới dạy là mau trở lại đừng theo tà quỷ. Tà quỷ nó làm sao chỉ coi, thì Đức Thầy chỉ liền, đó là tham sân si chớ để trong lòng. Đức Thầy nói câu trước, Đức Thầy chỉ câu sau. Vì vậy tới đó chúng ta mới hiểu là như vậy là tham sân si nó là gốc, nó là cội nguồn, nó làm cho mình có tánh tình ích kỷ. Cho nên hôm nay mình muốn chuyển hóa được một tánh tình, giống như thầy dạy, muốn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm thanh hiên nguyệt giữa kề, nhìn xem thế sự nào nề tâm can. Từ ta nương chúng Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng dính quê. Trần quang thiện tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Sau khi toàn thể đồng đạo nghỉ giới lao 15 phút, ban tổ chức chúng tôi nhận thấy hội trường đã ổn định, chuẩn bị cho buổi thuyết giảng tiếp theo lần hai. Buổi tiếp giảng tiếp theo lần hai, chương trình được tiếp tục đến phần của giáo lý viên Phan Chí Tâm dưới đề tài tu cầu Phật hóa tánh tình. Chúng tôi trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm thuộc Tăng Bổn Hiền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương đến diễn đàn thực hiện nhiệm vụ. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương xã Phú Lộc, kính thưa đồng đạo Trần Thị Phương Kiều là giáo lý viên của Ban Phổ Tiền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương đến từ xã Tây Yên của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Bẻm là trưởng ban tổ chức, trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường, thị trấn trong và ngoài địa phương của thị xã Tân Châu đồng để tham dự. Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị nhà mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Chúng tôi cũng như giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều được sự phân công của Ban Phổ Tiền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương, hôm nay một lần nữa được trở về quê hương thị xã Tân Châu ở xã Phú Lộc để cùng chia sẻ với tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này qua một cái chuyên đề tu cầu Phật hóa tánh tình. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính
cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý đồng đạo, hôm nay cũng là một cái ngày tất cả chúng ta trong và ngoài địa phương hiệp hội trở về đây để thể hiện trong một cái tinh thần tôn sư trọng đạo. Giờ này Đức Phật đã phát, Đức Thầy chúng ta đã phát mặt cái nhiệm vụ để lại để phổ truyền chánh pháp, để ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thảnh thơi, để ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Thì với cái lòng ước mong thánh thiện của Đức Tôn Sư kính yêu, giờ này tất cả chúng ta lấy đó là một nhiệm vụ cao quý để mình cùng nhau với Đức Thầy thể hiện được cái hoài bão của Đức Thầy, đó là đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho chúng tôi những cái sự ưu ái ở các diễn đàn, cũng như quý đồng đạo đã biết chúng tôi trên các cái trang mạng YouTube. Có thể nói quý vị và tôi luôn đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường. Dầu rằng chúng tôi không ở Tân Châu, không ở An Giang, nhưng mà những nơi chúng tôi đi nơi khác thì quý vị luôn dõi gót theo tôi trên mọi nẻo đường. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta sau khi đến cái ngày lập hội, cái ngày Đức Thầy trở về, thì tất cả chúng ta cũng đi chung một con đường, đi đến Long Hoa Đại Hội, và đặc biệt là chúng ta đi đến chỗ giải thoát. Như vậy thì muốn đạt được điều đó, xin thưa không khó, rất dễ thôi. Chỉ cần tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng nghiêm chỉnh thực hiện lời Đức Thầy, nhất là cái bài trình bày hôm nay, chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ chia sẻ với nhau qua một cái thánh lý của Đức Thầy, qua bốn câu giảng với cái tựa đề là tu cầu Phật hóa tánh tình. Như vậy thì chỉ cần giờ này chúng ta vừa tu, chúng ta vừa đặt trọn niềm tin về siêu nhiên, về thần quyền, về Đức Thầy của mình, về các vị Phật, để mình có được một cái chuyển hóa từ cái nội tâm bên trong, từ cái tư tưởng bên trong đến cái tánh tình bên ngoài, thì tôi tin chắc rằng quý vị và tôi đến cái ngày cuối cùng chắc là không thiếu mặt nào. Tất cả chúng ta sẽ gặp với nhau, bởi vì mình đã thực hiện đúng theo cái lộ trình mà Đức Thầy đã dạy. Cho nên hôm nay trong cái phiên trình bày này, tôi và quý vị chúng ta sẽ chia sẻ bốn câu giảng Đức Thầy, mà Đức Thầy đã dạy rất rõ là tu cầu Phật hóa tánh tình, lưới mê chẳng buộc, nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu của Phật đặng vào, gót sen thông thả, xiết bao thanh nhạc. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc bốn câu giảng này, chắc là đồng đạo không có lạ rồi. Bởi vì giờ này trong cái thánh phẩm khuyến thiện, lời khuyến thiện của ông Vô Danh Cư Sĩ mà Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn năm 1941, tức là năm Tân Tỵ. Vì vậy cho nên với 776 câu qua cái phẩm khuyến thiện thì chúng ta đã ăn sâu vào trong tâm não của mình. Tại sao chúng tôi lại dùng cái từ là ăn sâu vào tâm não? Bởi vì trong 6 quyển giảng, ngoài Tôn Chỉ ra, ngoài quyển Tư ra, thì quyển 5 là một yếu tố mà chúng ta cũng phải cần phải hiểu. Quyển giảng này đặc thù cho người tại gia cư sĩ chúng ta. Cho nên hôm nay mình là người tại gia muốn tu hành giải thoát, thì về Thánh Ngôn Luận Đức Thầy, quyển khuyến thiện, đồng đạo phải nằm lòng. Trong hội trường này nói riêng, cả toàn đạo nói chung, nếu như giờ này mà ai chưa thuộc quyển khuyến thiện đó, hoặc giả là chưa biết về quyển khuyến thiện, thì đồng đạo cũng nên xúc tiến chúng ta ráng mà đọc quyển này. 776 câu tính ra không có nhiều, rất là ngắn. Bởi vì nội hàm quyển này rất là tuyệt vời. Ngoài việc Đức Thầy đệ trình với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà Giáo Chủ xin Ngài chứng minh, dưới đây lược tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi, lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tạ. Như vậy thì lời nói đầu, ngoài cái việc đệ trình với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Đức Thầy ra đời mở đạo viết sấm thi, thì đồng đạo thấy rằng ở cái phần trung tâm điểm của quyển này, yếu tố quan trọng nhất là Đức Thầy nói cho đời hiểu Phật Thích Ca lòng tự giác xả thân tầm đạo. Cho nên hôm nay Đức Thầy viết sự kiện Đức Thích Ca Mâu Ni 152 câu Đức Thầy viết
theo thể thơ Thất Ngôn Trường Thiên để chi? Để cho chúng ta hiểu Đức Phật. Và đồng thời khi hiểu Đức Phật rồi thì chúng ta phải bắt chước Đức Phật, phải noi theo gương Đức Phật để chúng ta tập làm Phật. Trong hiện tại mình có noi theo gương Đức Phật thì chúng ta mới tập làm Phật. Có tập làm Phật trong hàng ngày thì tương lai chúng ta mới thành ông Phật thiệt. Và điều quan trọng hơn nữa, trong quyển này Đức Thầy diễn luận 8 nỗi khổ. Đức Thầy dùng 82 câu nói về 8 nỗi khổ, những điều thực tế của thế gian này. Sanh lão bệnh tử, rồi ái biệt ly, rồi ai sinh lão bệnh tử, mưu cầu bắt rác, ái biệt ly, oan tắc hội, ưu sầu lo ngại. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà nhiếp lại 8 phần. Thì khi Đức Thầy diễn luận 8 nỗi khổ này thì tôi tin chắc rằng chúng ta không ai dám phủ nhận. Bởi vì đây là điều thực tế mà tất cả chúng ta ai cũng vướng mà. Người thì khổ cái này, người thì khổ cái khác. Dầu rằng có nhiều người trên thế gian này, giờ này trên dưới gần 8 tỷ, nhưng mà tôi tin chắc rằng mỗi người sẽ có một cái nỗi khổ riêng. Và đồng thời sau khi Đức Thầy đưa ra nỗi khổ thì Đức Thầy diễn tả liền cái niềm vui cực lạc. Bởi vì khi có khổ, khi có vui thì mỗi đồng đạo chúng ta có nhận định như vậy thì mình mới tìm cầu cái niềm vui, nhàm chán sự khổ. Mà muốn tìm cầu niềm vui chúng ta phải tu, chúng ta phải có phương tiện, chúng ta phải có thuyền bè, chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải được cái sự dìu dắt, chúng ta phải có đức tin thì mình mới đạt được 8 niềm vui. Khổ nhiều quá thầy viết 82 câu, cho nên đến niềm vui thầy chỉ ngắn gọn 32 câu thôi, xúc tích thôi mà chúng ta thấy quá ý nghĩa. Vì vậy nên muốn thoát khổ để đạt niềm vui thì thầy đưa ra pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng quan trọng trong thời kỳ này. Cho nên nếu chúng sanh trong thời kỳ này, nói chung tất cả đồng đạo chúng ta nói riêng, mà nếu không hành trì pháp môn tịnh độ thì chúng ta khó khỏi nỗi khổ. Và đồng thời Đức Thầy còn dạy về ngũ trược, 5 cái điều trược mà đôi khi chúng ta không biết đồng đạo à. Sống trong cõi đời này gọi là ác thế ngũ trược. Dù mình có đẹp đẽ đến đâu, dù mình có sang trọng đến đâu, nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng ở trong cảnh nhơ xấu mà thôi. Kiến trược, kiếp trược, chúng sanh trược, phiền não trược, mạng trược, thì gần như đâu thoát được điều này. Và sau khi Đức Thầy viết ngắn gọn về cái nội tâm của quyển Phiến Thiện thì đến cái phần kết, Đức Thầy dùng cái từ kể đêm thanh hy nguyệt giữa kề, trên dưới 76 câu này gọi là câu kể. Như vậy thì đoạn giữa là đoạn kinh, đoạn đầu thì có phần dẫn nhập, có cái phần thi thơ, hai bài thi, và đặc biệt ở đoạn cuối là cái phần kệ mà đồng đạo chúng ta quen gọi là kệ đêm thanh, bởi vì câu đầu tiên là đêm thanh hy nguyệt giữa kề. Vì vậy cho nên nổi bật nhất trong 76 câu kệ này thì Đức Thầy giải rõ rồi, nữ nam muốn đỏ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường, tu cầu thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban, tu cầu thoát trốn gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa, tu cầu yên nước lợi nhà, của quyền thất tổ diêm la thoát hình, mới tới là tu cầu Phật quá tánh tình, lưỡi mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao, tu cầu của Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhạc. Như vậy thì nổi bật nhất trong 76 câu này, trong đó Đức Thầy viết 12 chữ tu đứng đầu. Trong 12 chữ tu đứng đầu này, một câu cách một câu, chỉ có chữ tu sau cùng thì cách hơi dài một chút, cách với nhau 4 hay 6 câu gì đó. Và đặc biệt 11 chữ tu đứng đầu này Thầy viết đến, đặc biệt là 12 chữ tu đứng đầu này, đứng đầu câu này thì Thầy viết đến 11 cái từ tu cầu ở đoạn này. Cho nên chỉ cần đồng đạo chúng ta hôm nay mình tu, mình chỉ thực hiện theo 11 cái từ tu cầu này thôi là chúng ta thấy đắc quả một cách hết sức là dễ dàng. Tuy nhiên nói lý thuyết thì vậy, nhiều khi kinh văn của Đức Thầy, Thánh Ngôn Luận là Đức Thầy, giờ này tôi và quý vị nằm lòng hết rồi, nhưng mà nằm lòng thì sao chứ, khi chúng ta không thực hiện. Cho nên nằm lòng chỉ là một cái tri thức, nó chỉ là phương tiện. Giá pháp nhà Phật, sấm kệ Đức Thầy là phương tiện. Cái quan trọng là chúng ta phải dùng phương tiện đó để chúng ta thực hiện trong cái cuộc đời của mình hàng ngày thì mới đạt được cái kết quả. Kính thưa đồng đạo, vì căn cơ trình độ chúng sanh nó nhiều quá,
chúng sanh có đến 84.000 phần lao. Đức Phật và Đức Thầy diệu dụng nói ra 84.000 pháp môn để tùy cơ đối trị, đúng với câu là tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chấp bút thần tả ích bổn kinh. Vì vậy cho nên nhiều như vậy, nhưng mà mỗi đồng đạo thì tâm đắc một đoạn giảng, một pháp môn, một câu giảng, một câu kệ, vật giả là vài chữ thôi, để chúng ta lấy đó làm một cương mục tu hành giải thoát. Giống như ngày xưa ông Bàn Đạt, ông chỉ học thuộc lòng có hai chữ chỗ quét thôi, ông tu có hai chữ này mà ông chứng quả à là hả. Còn giờ này dầu đồng đạo chúng ta có bận rộn nhiều việc, dầu chúng ta có tu 100.000 pháp môn, nhưng mà theo tôi nghĩ đồng đạo ráng tu giùm tôi 6 chữ. Ngày xưa ông mà đặt tu 2 chữ, thời kỳ này chúng ta tu 6 chữ, bởi vì phước mình ít hơn ổng, phải không? Vì vậy cho nên chỉ cần đồng đạo nhớ giùm tôi Nam Mô A Di Đà Phật thì bao nhiêu đó chúng ta sẽ được vào cửa Phật rồi. Thì đó là cái nội hàm mà chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ chia sẻ trong cái phần gặp gỡ ngày hôm nay. Kính thưa quý đồng đạo, như vậy thì câu giảng đầu tiên thầy dạy là tu cầu Phật hóa tánh tình. Vậy thì chúng ta hiểu rõ cái khái niệm về chữ tu. Tu là sửa từ xấu ra tốt, từ dốt ra thông, từ hư hèn thành đúng đắn. Mà Đức Thầy dạy rất rõ rồi, chữ tu chắc khá trễ trầy, phải trao phải sửa nghe Thầy dạy khuyên. Và đặc biệt nếu nói chữ tu đạo Phật giáo hòa hảo, ngoài việc tu sửa ra, chúng ta còn phải tu hiền, chúng ta còn phải tu tỉnh, và đồng thời ở đây chúng ta còn phải tu cầu. Như vậy thì thế nào gọi là tu cầu? Nếu hôm nay đồng đạo chúng ta muốn tu sửa đạt kết quả cao, muốn tu hiền đạt kết quả cao, thì yếu tố quan trọng không thể thiếu là chúng ta cần phải tu cầu. Trong vấn đề tu cầu này thì có 2 cái ý. Ý thứ nhất là gì? Ý thứ nhất là hôm nay chúng ta yếu, cho nên trong việc tu hành của mình, ngoài cái việc là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó giác diều, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nhờ Đức Thầy, phải nhờ thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng. Mà cái người chúng ta nhờ cậy nhiều nhất thì không ngoài ông Phật A Di Đà. Mình phải nhờ các ngài tiếp rước, hướng dẫn, chỉ dạy để chúng ta sớm được về cái con đường giải thoát. Chứ nếu như thời kỳ này mà chúng ta tu mà không nương vào ai đó, tự mình tu một cái pháp môn thiền, một cái pháp môn gọi là kiến tánh thành Phật đó, thì xin thưa rằng nghìn người tu hết hạn thì chỉ 1 người đổ thôi, chứ không bao giờ mà đổ tận được. Cho nên hôm nay trong thời kỳ này đồng đạo chúng ta phải nhờ tha lực. Vì cái nhờ tha lực này mà Đức Thầy dạy là hãy ráng sức thi hành thì sẽ có Thầy ủng hộ. Cho nên hôm nay chúng ta tu mà với cái sự phải nói rõ là mình không cần ai giúp đỡ mình, thì xin thưa rằng khó mong chúng ta đạt kết quả. Bởi vì cái quan trọng là đồng đạo phải hiểu được mình đang ở trong thời kỳ nào. Hôm nay chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt hạ. Cái thời kỳ này Đức Thầy đã dạy rất rõ là phước mỏng nghiệp dày. Bởi vì pháp môn bế mạc thánh đạo trăng vu rồi, đời người tâm trí tối đen rồi, đời lắm ma vương phải rối. Cho nên lúc nào tôi và quý vị chúng ta cũng thường bị cái nghiệp hết. Vì vậy cho nên hôm nay mới thực hiện được những điều như đồng đạo giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều nói hồi nãy. Trong các khái niệm, tức là tu với tỉnh biết làm chẳng khó đó. Nếu lặng tâm tổ ngộ đạo màu, thì trước khi chúng ta làm được điều này thì mình phải có một cái hướng để nhờ các bậc bề trên tiếp dẫn mình. Vì vậy cho nên từ ở khái niệm tu cầu này, ý thứ nhất này, thì giờ này chúng ta có thể nói với nhau rằng đồng đạo ơi, trên con đường tu hành không có thiếu thờ lễ bái được đồng đạo. Mỗi đồng đạo chúng ta khi mỗi thời cúng là mình đang cầu đó. Cho nên nếu mà chúng ta tu mà không cúng lại là chúng ta không có cầu đó. Nhiều khi đi cũng được đó. Có thể chúng tôi định hình đó, nếu là trong đời sống của mình, vả sử đồng đạo không ăn chay, đồng đạo không có cúng lại, mà đồng đạo cố gắng làm sao mà thành người hiền đó, thì nếu mà cố gắng lắm đó thì chắc có thể là đến hội Long Hoa được. Còn mà để hiểu Phật pháp để về có Phật đó không được đâu. Nếu muốn xa hơn đến cái con đường giải thoát
thì đồng đạo chúng ta phải có cúng lại. Khi có cúng lại là chúng ta đang tu cầu đó. Mình phải nhờ ơn trên, chẳng những độ cho mình, tức là độ tha, mà tức là độ kỹ, mà chúng ta còn độ tha, độ cho tất cả mọi người. Mà đồng đạo thấy rất rõ trong các cái bài nguyện của mình, cái bài nguyện của Quyền Thất Tổ, thì ngoài cái việc mình hứa với ông bà cha mẹ mình là chí dốt tu hiền tạo phước duyên, và đặc biệt cái bài nguyện này Đức Thầy dạy rất là rõ, ông bà cha mẹ mình có hai nhóm. Cái nhóm nào ở trên đó, tức là cao hơn mình đó, nhóm nào tu hành, nhóm nào mà được cao công quả đó, thì nhóm này có trách nhiệm phải hỗ trợ cho mình tu hành giải thoát, độ con yên ổn vững bền khỏi tu. Còn cái nhóm nào mà thấp hơn mình, cái nhóm nào mà còn trị lạc không có tu đó, thì mình lại có một trách nhiệm nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Mình có trách nhiệm để làm cho nhóm này nè thoát khỏi cái cảnh khổ để được về đài sen. Như vậy thì nếu mà đồng đạo không có cúng lại, đồng nghĩa với việc đồng đạo đâu có được sự gia hộ của Quyền ông bà, đúng không? Bởi vì ông bà của mình cũng có nhiều người đắc đạo lắm. Dân tộc Việt Nam chúng ta là dân tộc tính mà Đức Thầy dạy rất rõ rồi, gốc ông cha ta cũng tu hành, mà ngày nay cứ mãi tranh giành danh với lợi của quyền, của tiền quyền tước rất rõ. Như vậy thì nếu chúng ta thiếu cúng là chúng ta mất đi một cái quyền trợ giúp. Mà nếu mất đi một cái quyền trợ giúp thì cái thiệt thòi trở về ai? Thiệt thòi là mình nè, phải không? Hôm nay mình thiếu đi cái quyền trợ giúp thì chúng ta thiệt thòi trở về mình. Đó là chúng tôi chỉ nói về của quyền thôi. Rồi hơn thế nữa, khi chúng ta nguyện cái bằng Phật thì nội cái bài quy y thôi chúng ta đủ vốn rồi quý vị. Cái bài quy y mang hai nội hàm quan trọng. Cái nội hàm thứ nhất là gì? Chúng ta nguyện lúc này mình quy y theo Phật. Và cái nội hàm thứ hai là gì? Mình nhờ Đức Phật. Thứ nhất là làm sao xóa bỏ những cái tội lỗi của mình. Cho nên đây còn gọi là xả tội. Mình nguyện bài quy y là nhờ Đức Phật xá tội cho mình. Và mình nguyện từ đây về sau mình không làm tội nữa, lánh xa cái dữ để chúng ta trở về lành. Mà Đức Thầy đã dạy là làm Phật nhi phải đặng lòng thành thì mới được vãng sanh cực lạc. Vì vậy cho nên hôm nay nếu đồng đạo mà không cúng á, thì có nghĩa là đồng đạo chưa có, phải nói rõ là nguyện để quy y theo Phật. Khi mình chưa cúng là mình chưa nguyện, rất rõ ràng. Và đồng thời khi mình chưa cúng đó thì Đức Phật cũng chẳng có biết mình là ai. Trong cái danh sách sổ bộ Đức Phật đó, tôi dùng cái từ danh sách sổ bộ đồng đạo dễ nắm đi, không có tên mình, phải không? Cho nên hôm nay chỉ có cúng lại thì trong danh sách sổ bộ của Đức Phật mới có tên mình. Bởi vì Đức Phật dạy là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cổ phẩm liên hoa huy phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bắt thối Bồ Tát quy bạn lữ. Như vậy Đức Phật dạy rằng đó, ở đây mà có chúng sanh nào lập nguyện, tức là bài quy y, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Đó là lập nguyện. Nguyện chúng ta là vậy đó. Như vậy Đức Phật dạy là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung. Nếu như có chúng sanh này, có chúng sanh nào trong mười phương thế giới mà nguyện như chúng ta vừa nguyện cái bài quy y đó, thì lúc bây giờ sổ bộ của chúng ta bên cái ao sen thất bảo ghi cái tên chúng ta vào đó liền, kính thưa đồng đạo ạ. Và đồng thời dầu rằng trước đây mình có tội nghiệp nặng cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta có phạm nhiều cái tội tài trời như chăng nhiều như thế nào chăng nữa, nhưng mà mình sẽ được Đức Phật xá tội hỗ trợ và chúng ta sẽ giảm được cái tội. Cho nên theo tôi nghĩ rằng giờ này đồng đạo mình đó, dầu tội cỡ nào nhưng mà chắc có lẽ là không có nhiều bằng ông Vương Hoàng Ma. Ông là một người khát máu mà viết gần 100 người chặt lóng tay đeo vào cổ mà, bởi vì tôi theo tà sư ngoại đạo. Nhưng mà ông này khi bắt đầu xuất gia quy Đức Phật thì với một cái công đức Đức Phật xóa tội ông này. Từ một cái ngày hôm qua là cái người khát máu, trên tay phải nói rõ là dãy đầy máu tươi,
mà quy rồi hôm nay nghe Đức Phật thuyết pháp chứng thành thánh quả A-la-hán. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì chúng ta nói ví dụ cái người dương thế này đó, nếu mà cái người quyền cao chức trọng thì có quyền giảm tội mình đúng không? Tôi nói ví dụ ông chủ tịch nước có quyền giảm tội mình không? Có chứ. Dầu rằng mình đã tội giết người, tội trộm cướp, các cái tội tài trời khác, bị luật hình của loài người phân xử. Lúc bây giờ tòa án, tức là lúc bây giờ là khi xử án xong kết án thì chúng ta ở tù chung thân, nhẹ một chút ở tù 20 năm. Nhưng mà nhờ ông chủ tịch nước đó, ông thương tình trong cái ngày lễ lớn thì ông xóa bớt cái tội, từ chung thân giảm xuống còn 20 năm, để chúng ta còn có cái thời gian tại ngoại. Rồi từ 20 năm mà giảm xuống còn 10 năm, phải không? Như vậy thì sở dĩ tôi nói vấn đề này để dũng sự đặt lý. Cái ông chủ tịch nước mà cái quyền ông lớn như vậy, huống hồ chi ông Phật. Cái quyền ông Phật lớn hơn chủ tịch nước gấp nghìn lần, gấp vạn lần, chúng ta không có tính được. Vì cái quyền năng của Phật mà so với người thế gian này thì mình so không Phật, không có so được đâu, phải không? Vì vậy nên khi mà chúng ta quy y làm con ổng rồi đó, thì nhất định ổng sẽ xóa tội mình. Dầu rằng tội nhiều cỡ nào thì tôi tin chắc rằng cái môn mà sám hối đó, nay con nguyện cải hối ăn năn đó, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ được xóa tội. Vì vậy cho nên từ đó mình mới suy ra được rằng đồng đạo nào tu mà không cúng đó, thì đồng đạo này muốn không được xóa tội, muốn ở tù chung thân, muốn ở tù 20 năm. Dễ thôi, mình nói cho mình dễ hiểu à. Tôi không cúng là tự tôi muốn ở y trong tù này, tôi muốn là tội để y đi, ông sợ xóa tội cho tôi, ngon ha. Nhưng không ngờ cái đỏ lạc trầm lưng. Vì vậy cho nên mình phải nhận định như thế này nè, chúng ta mà ráng tù quý vị à, chứ nói mà lơ lơ chúng ta thấy vậy chứ tôi cũng lười nè, vậy cũng lười cúng nè. Cho nên hôm nay thời cúng chúng ta mà nếu nói về tâm linh đó, nó đạt một kết quả hết sức là siêu việt đồng đạo, mà Đức Thầy đã dạy rồi. Muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh. Vì vậy cho nên hôm nay mà bàn chữ tu cầu mà chúng ta không bàn này nó thiếu. Và một cái khái niệm thứ hai cầu đó là gì? Chữ cầu đó là tha thiết mong cầu. Khi mà mỗi đồng đạo chúng ta được có một cái sự tha thiết, có một sự mong cầu, có một cái định hướng thì mình mới được giải thoát. Có nghĩa là cầu là gì? Hôm nay mình tu rồi, mình phải tha thiết mong cầu tôi được sanh về cực lạc. Tôi nhớ Đức Phật A Di Đà quá. Thì hàng hữu là tu lúc nào cũng nhớ thầy, nhất là những cái lúc mà cực khổ như đạo Kiều nói hồi nãy đó, những cái lúc mà gian nan thử thách trên cái quãng đường đi làm nhiệm vụ, thì gần như lòng tôi lúc nào cũng nhớ thầy một cách hết sức là da diết của vậy. Nhờ nhớ thầy, thầy sẽ truyền một cái nguồn năng lượng cho mình. Nhờ nhớ thầy mà thầy độ mình mới làm được nhiệm vụ. Chứ thật chắc là mình có là cái gì đâu. Nếu mà mình tôi đơn thân độc mã không được thầy gia hộ, chắc tôi nói mình cũng không nghe đâu, mà biết gì đâu mà nói. Ngày nào cũng ở các diễn đàn, ngày nào có các đề tài khác na khác nhau. Có nhiều đồng đạo đặt vấn đề tại sao mà tôi nói nhiều chuyện vậy. Hầu như là mỗi vấn đề nó nhiều thứ mà tôi không biết nữa, chứ cứ niệm Phật lên đứng nói vậy thôi hết giờ xuống. Nhiều khi những cái bài nói chuyện không có sắp xếp trước, mà đa phần thời gian gần đây là vậy, không sắp xếp trước. Bữa nay vào đây chỉ biết là thuyết giảng 4 câu giảng này thôi, thì chút lên đây nhìn quý vị nè, rồi chúng tôi nói theo ý của mình, theo là Đức Thầy. Thì rõ ràng cái đó là cái chúng ta được thầy gia hộ. Mình phải có một chí nguyện. Đồng đạo biết rằng tôi đã lập một cái nguyện rồi, tôi sẽ nguyện làm một ông lão chèo đò cho đến hơi thở sau cùng. Quý vị về có Phật hết đi, tôi không có về đâu, tôi ở đây để cùng sánh vai với những người còn lại. Chừng nào mà đưa hết mọi người đi rồi thì ông lão chèo đò này đi theo quý vị thôi. Cho nên đây là cái nguyện của chúng tôi. Mình phải có một cái nguyện tha thiết như vậy đó. Còn phần đồng đạo chúng ta giờ này, mình nhờ Đức Tôn Sư khai mở cho mình có được một tánh chi kiến, khai mở cho mình biết được thế nào là cuộc đời khổ, khai mở cho mình biết được luật nhân quả. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta giờ này cũng phải lập nguyện là mình phải được gặp thầy ở Long Hoa Đại Hội. Thì mình có cái ý nguyện đó, lúc nào cũng được muốn gặp thầy, lúc nào cũng muốn được về dự hội Long Hoa, lúc nào cũng về cõi Phật. Thì tôi tin chắc rằng dầu trước mặt của quý vị
có nhiều cái cam go, có nhiều thử thách, thì quý vị sẽ vượt qua hết mọi thứ. Cũng như tôi cũng đã từng vượt qua mọi cái cam go thử thách. Cho nên sở dĩ những cái tôi nói đây là cái nguyện, mình phải có một sự tha thiết nguyện cầu. Có như vậy thì chúng ta mới đạt kết quả, đó gọi là tu cầu đó. Và đặc biệt thầy dạy tu cầu Phật hóa tánh tình. Chữ hóa đây là gì? Chữ hóa này chúng ta không thể nào hiểu về danh từ, mà chúng ta hiểu về động từ. Cho nên chữ hóa này nó có hai nghĩa. Chữ hóa này là chúng ta được Đức Phật hóa độ. Như vậy thì từ cái nguyện hồi nãy đó, mà bản thân tôi được Đức Phật hóa độ rồi nè. Quý vị ngồi đây cũng rất là nhiều vị được Đức Phật hóa độ rồi nè. Đồng đạo Trần Thị Phương Kiều được Đức Phật hóa độ rồi nè. Cho nên giờ này mới làm nhiệm vụ như thế này, phải không đồng đạo? Tướng thì nhỏ, hàng ngày đi là một ngày mấy trăm cây số. Cho nên tôi nãy đồng đạo bữa nay nghe cái tiếng khàn khàn, tôi lo chị có sao không. Chị nói tại nói tiếng nhỏ cho đồng đạo thương thôi, không đến đổi, phải không đồng đạo? Cho nên mình phải thương với nhau vậy đó. Thật ra trong đội giáo lý viên tôi nể các vị nữ lắm. Tôi là nam, dầu rằng lịch của tôi thì có thể là gấp đôi chị Kiều, nhưng mà dầu sao tôi cũng có phương tiện, cũng có được xe bốn bánh, dầu đi xa đi chăng nữa thì cũng có che mưa che nắng. Còn chị Kiều và chị Bạch Lê thì quý vị, Bạch Lê còn đỡ, giờ này cũng có đồng đạo cho mượn xe đi cũng đỡ. Còn chị Kiều là thôi mình nên độc thân độc mã. Chiếc xe của chị Kiều đi là cái con này là gọi là con Bạch Mã hả? Bạch Mã. Chắc có thể là cũng là Đông Cung Thái Tử ở dưới cái thủy tời biến là con ngựa cho chị cởi vậy đó kìa. Ha. Cho nên phải nói là vượt dằn vạn dặm đường dài. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ đây là gần như là một yếu tố mà chúng ta được Đức Thầy và ông trên quá độ đó. Thì đó là cái nghĩa nhất của chữ quá. Cái nghĩa thứ hai của chữ quá này là nếu được ông trên quá độ thì mỗi đồng đạo chúng ta phải chuyển qua nội tâm. Phải chuyển qua nội tâm. Chúng ta phải thay đổi. Giống như ở xã hội ta dùng cái từ gọi là đô thị quá nông thôn. Chứ ở Tân Châu mình ngày xưa rất là nghèo, ở đây nhiều đồng đạo biết mà. Huyện Tân Châu sẽ rất nghèo, nhưng mà nhờ đô thị quá nông thôn và giờ này đã lên thị xã và sắp tới đây cũng lên thành phố. Đô thị lỗ bá, phải không đồng đạo? Như vậy thì quá độ phải có một sự thay đổi. Muốn đạt được một cái kết quả cao, sao cao hơn trước, thì chúng ta phải nỗ lực. Cái người dân trong xã đó, cái người dân trong huyện thì đó phải nỗ lực dữ lắm, thì cái đô thị này mới được là tức là đô thị quá nông thôn. Còn mà cái người dân ở trong địa phương đó mà không lo làm ăn, lười biếng, cờ bạc, rượu trà, phạm vào quá nhiều pháp luật thì cái đô thị, huyện thị đó không phát triển đâu. Thì đó là mình nói về sự đó, về cái tự quá. Rồi giờ này mình là người tu cũng vậy. Hôm nay đồng đạo mà tu hành mà chúng ta không có chuyển quá bên trong, gọi là tánh nào tật nấy đó, thì chúng ta hãy nhìn cái xã kia nó cũ kỹ, không bao giờ lên được cái xã nông thôn mới được. Mình cũng vậy, mình tu phải có một cái mới chứ. Nhật nhật tân, hụ nhật tân, mỗi ngày càng mới, ngày càng phải mới. Mà không, tôi đã dạy rất rõ ở trong đại học rồi, cho nên Đức Thầy mới dạy là sách có câu minh đức tân dân, được thủ trụ quyền khai nhất khiếu. Hôm nay chúng ta tu là mình phải càng ngày càng mới, phải càng ngày càng thay đổi. Hồi đó tôi tu hành, chưa tu tôi khó khăn, tôi nhỏ mọn, tôi ích kỷ lắm. Mà giờ này tu hành ăn chay 5-10 năm nay nè, mà vẫn còn nhỏ mọn, vẫn còn khó khăn, vẫn còn ích kỷ, thì chúng ta có tu hành được cái gì đâu, có phát triển gì đâu. Như vậy thì mười mấy năm nay mình ăn chay, mình cúng lại có được cái gì đâu, đâu có thay đổi gì đâu. Vì vậy cho nên ở đây Đức Thầy dùng chữ hóa là có hai ý. Một là được quá độ, hai là chúng ta phải chuyển hóa. Mà muốn được Đức Phật quá độ thì bản thân chúng ta phải tự mình chuyển hóa trước, tự mình thay đổi trước thì Đức Phật mới độ mình. Rồi bây giờ bản thân của tôi vậy vị mà không chuyển hóa thì Đức Phật không quá độ. Cho nên hảo nào hôm nay trong cái bài trong việc tu thân sự kỷ thì Đức Thầy dạy ý này nè đồng đạo. Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa đem thay vào bằng những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Thì khi mà chúng ta thay đổi tư tưởng là chúng ta đang, phải nói rõ là chuyển hóa tư tưởng, gọi là đổi tư tưởng đó, đánh đổ hả, tức là thay đổi, lật đổ đó. Đánh đổ là đánh đuổi nha, nguyên văn là đánh đổ là thay đổi.
lật đổ đó, chứ không phải đánh đuổi ha, chính thưa đồng đạo. Và Đức Thầy dùng thêm hai cái từ là tánh tình. Bây giờ thay đổi cái gì đây? Tánh còn gọi là cái tánh của chúng ta, tình còn gọi là tình cảm. Có thể nói tánh tình nó gồm trong này. Tánh tình mình thường nói là cái bản tánh, thói quen, tập khí mà hàng ngày chúng ta thể hiện cụ thể quá bằng cái tướng chúng ta, đó gọi là tánh. Chữ tình ở đây là tình cảm, tình cảm bên trong. Vì vậy tánh tình có thể chúng ta cũng hiểu, hiểu chung á, cái từ ngữ phương ngữ đó. Mình thường nói với chị ơi chị, con tôi hồi lúc nó chưa tu á chị, nó khó khăn lắm, nó không hiếu thảo với cha mẹ đâu. Tôi nói được nó làm ngã à, nó thường cãi tôi làm tôi buồn. Nhưng mà từ ngày nó nghe đạo đến giờ đó chị, nó ăn chay rồi, bây giờ tánh tình nó dễ thương dữ lắm. Thường thường chúng ta dùng cái từ đó. Nhưng mà thật chất ra tánh tình này mà chúng ta tìm hiểu kỹ một chút thì trong đó nó có hai yếu tố. Một là tánh, hai là tình cảm. Như vậy thì một người mà nếu muốn có cái tánh bên ngoài tốt thì người này bên trong phải, phải nói rõ là người này phải giàu tình cảm, tánh nó tốt được. Còn người mà cái bên trong mình nghèo tình cảm quá, mình không có biết thương ai hết trơn á, ai khốn cùng để mặt đất trời xây. Nếu bên trong mình nghèo tình cảm quá thì cái tánh bên ngoài của mình nó làm sao tốt được quý vị. Những người mà có tánh nhỏ mọn ích kỷ như tôi nói hồi nãy đó thì những người này nghèo tình cảm lắm. Còn những người mà có một cái tình thương rộng lớn đó, những người mà đi đâu cũng thương người, cũng giúp đỡ người, tánh chị này tốt lắm. Mới nghe ông Phan Chí Tâm nói vận động cái âm thanh cái móc tiền là đưa tôi liền trước liền đó. Thì rõ ràng người này mà nếu mà có tánh tốt như vậy, người này phải có một tình cảm, có một tình cảm thương người, thương đồng đạo, nghe thuyết giảng hụt hử tiếng được tiếng không, thương ban trị sự, bởi vì đây là căn nhà chung. Vì vậy cho nên giữa tánh tình, giữa tánh ý, tâm cái tánh con người và cái tình cảm thì hai cái này thường được gắn liền với nhau. Ngoài đời cũng vậy, về ngôn ngữ trong cuộc sống đời thường cũng vậy, mà lời Đức Thầy cũng vậy. Cho nên đó là chúng tôi muốn giải nghĩa về cái tánh tình. Như vậy thì qua câu giảng này, tu cầu Phật quá tánh tình, là giờ này đồng đạo chúng ta phải có một sự thay đổi. Thay đổi cụ thể như thế nào chúng ta cũng bàn luôn để mình dễ thực hiện ha. Cái tôi nói hàng ngày là tôi muốn cho tôi và vị thực hiện, chứ không phải là chúng ta nói suông. Như vậy thì thường thường cái tánh tình chúng ta, mình nghèo tình cảm như mình nói hồi nãy, tánh chúng ta khó khăn, tánh chúng ta không đi theo một cái phương trình, cũng như không đi theo một cái lộ trình tu hành của nhà tu, thì không ngoài tánh chúng ta nó rơi vào cái chỗ còn quá nhiều lòng tham, còn quá nhiều tánh sân, còn quá nhiều cái sự tâm tối. Vì vậy thầy mới dạy ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Đây là tánh tình nè, rõ ràng hay không? Rồi mau trở lại đừng theo tà quỷ. Sở dĩ tánh tình ích kỷ là do tà quỷ nó gây ra, do cái chủ thể bên trong chúng ta là tà quỷ. Cho nên thầy mới dạy là mau trở lại đừng theo tà quỷ. Tà quỷ nó làm sao chỉ coi, thì Đức Thầy chỉ liền, đó là tham sân si chớ để trong lòng. Đức Thầy nói câu trước, Đức Thầy chỉ câu sau. Vì vậy tới đó chúng ta mới hiểu là à, như vậy là tham sân si nó là gốc, nó là cội nguồn, nó làm cho mình có tánh tình ích kỷ. Cho nên hôm nay mình muốn chuyển hóa được một tánh tình, giống như thầy dạy, muốn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Vì vậy cho nên muốn một cái tấm lòng chân chất này, yếu tố đầu tiên chúng ta phải trừ tham. Mà muốn trừ tham chúng ta phải bố thí mới được. Cho nên rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau, lợi cho thầy muốn nói chúng ta phải có một cái tánh, tánh thương người, tánh mến vật. Vì vậy giờ này đồng đạo ăn chay là yếu tố chúng ta đã có cái tánh là phải nói rõ là thương Phật đó. Mình đâu có dám nghĩ là Phật là Phật Dũng Nhân, đúng không? Mình nghĩ con Phật nó giống như là một ông Phật vậy đó. Nó là Phật tương lai mà, nó là Phật sẽ thành, rồi ngày mai ngày mốt nó tu hành của chừng đắc đạo trước tôi bởi vị đó. Mà thầy giải thì sao? Giống thú kia là lồi sanh cầm mà còn biết kiếm tầm đạo đức, thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng đức hồng trần. Nói không hết, kính thưa đồng đạo.
Như vậy thì biết đâu mình còn ăn mặn, mình ăn nhầm một cái con gà, một cái con vịt, một cái con lợn, mà cái con đó giờ nó đang tu, nó đang niệm Phật. Thì đồng đạo hình dung giùm tôi coi tội lỗi nào, đúng không? Bởi vì nghe sao là thầy dạy, giờ nó đang lo tu nè. Cho nên giờ này đồng đạo chúng ta, người nào mà yếu tố đầu tiên mình ăn chay, đó là chúng ta thấy rõ là tánh tình mình ngon rồi đó. Lúc bây giờ cái tánh mình là mình phải nói rõ là dung thứ cho các loài thú cầm sanh vật. Bởi vì muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Và đồng thời cao hơn nữa là chẳng những tôi thương con vật không ăn thịt nó, tôi luôn luôn phóng sanh cho nó. Thì bên đó tôi thương con người, tôi đâu có tư tưởng ai khốn cùng để mà đắc đề xây, mà tư tưởng tôi lo hầu đó tôi chưa tu đó. Tánh tình ích kỷ lắm, ta khổ kệ người ta, ta đói kệ người ta. Nhưng mà giờ này tu rồi, hấp thụ một cái giáo thuyết học Phật, tu nhân có thầy rồi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thế độ dân nghèo trong lúc túng, giúp giùm kẻ khó bữa vừa qua. Hay hoặc là những người có thừa tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì, thì mình thay đổi. Hầu đó thì bo giữ của, còn giờ này thì chúng ta chia sẻ cái của mình cho cái người đang thiếu thốn. Đúng với cái ý mà ông cha ta đã dạy, đó là nhường cơm xẻ áo, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vì vậy nên nếu nói về tánh tình này, đồng đạo chúng ta làm rất là tốt. Rồi cao hơn nữa, bên cạnh đó, nếu mà tánh chúng ta còn nóng, mình ăn chay lâu rồi đúng không, một ngày cũng lại 3-4 thời đi dự thuyết giảng, buổi nào không sót mình trơn, mà về nhà chiều vợ nói mấy câu cái mình tỏ ra thái độ hơi kỳ kỳ nghe. Cái vợ nói vậy nè: chàng ơi, ông tu lâu mà sao tánh ông nóng như vậy, mới nói vậy ông cũng giận tôi thế này thế khác. Thì rồi không được à, đây là tánh tình chưa có chuyển hóa. Vì vậy cho nên mình phải chuyển lại từ cái tánh của Trương Phi, từ cái tánh nóng nảy, thì giờ này chúng ta phải chuyển lại tánh mình phải lạnh như chì vậy đó. Về nhà mà lỡ vợ con có làm cái gì mà bực bội đó, đồng đạo làm ơn nhớ niệm Phật giùm cho tôi, giống như ông Bảy vậy đó, giống như ông Nguyễn Tấn Bảy ở Bạc Liêu đó, phải không? Chúng ta đừng có trả lời, mình cắn răng là cái lưỡi cong lên, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bà chửi thoải mái. Bà có gì, bà nói nặng thoải mái tôi bắt niệm Phật rồi. Như vậy thì mình phải có cách khắc chế, mình phải như vậy đó, tánh tình mình mới hiền được. Chứ bây giờ mình tu mà bây giờ tánh còn nóng quá là ai chấp nhận được. Cái anh hàng xóm nó chèn nó tưởng gì, ông Phan Chí Tâm lên diễn đàn nó đạo ra thao thao đó, mà ông về nhà tánh ông kẹt, tánh ông thua người đời, nóng giận vậy thì rồi thua. Vì cái nói thao thao nãy có được cái gì đâu, có chuyển quá gì đâu. Cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải tự thay đổi, không có xa đâu. Chỉ cần chúng ta nhìn là mình nè, nếu mình mà hết tánh nóng thì mình mừng, mà chúng ta còn tánh nóng thì chúng ta phải nói với mình nè, dứt khoát nha, bữa nay lỡ rồi, trong một phút bắt giác, bữa nay lỡ giận rồi ha, nhưng mà ngày mai không xảy ra điều này nha. Cái vết xe đổ rồi thì vết xe sau phải tránh nha. Đồng đạo nhớ là sao mà giao thông mà khi mà xảy ra tai nạn giao thông, người ta sơn cái màu trắng ấy, vòng vòng đúng chưa? Người ta nói rằng đó, vì ý đó, cái vết xe này đổ ở đây rồi, bà con chạy ngang đây nhớ chạy chậm một chút, đừng có té xe giống như hôm qua nghe không. Ngoài đời người ta còn nhận định được như vậy, còn hôm nay trên đời này cái gì cũng là pháp đó quý vị à, cái đó cũng là pháp đó. Còn hôm nay đó, hôm nay mà chúng ta giận rồi, mình khó rồi, thì khi mà tối cúng đó, làm ơn sám hối cho tôi, sám hối bằng tâm nha. Chàng ơi, sao bữa nay anh mình ảnh lấn ranh coi chút xíu à, anh khui cái miệng nước coi chút à, nó khô nước thôi mình bỏ đi, mà giận chi nói nặng nề vậy. Con thiệt tình nó nhớ lại rồi con hối hận với Phật với thầy, thôi đây về sau không dám nữa. Thì mình phải tự nói với mình cảm ơn ăn năn bằng cái hệ tư tưởng nha. Thì khi đồng đạo nói với mình vậy đó, ngày mai tới cử nước sau, ông anh mình khui nước nữa thì mình không còn giận, mà mình kêu anh hai ơi, anh cũng phải thông cảm cho em, bởi vì đất em gò em mới có vô vu nước, em còn món phân nữa, mà anh khui vì tụ nghiệp em. Thì mình nói một câu nhỏ nhẹ vậy, anh kia anh dám làm không dám, mà nếu anh dám làm nữa thì mình nhờ đến anh em nhiều hơn một chút, lớn hơn một chút, cao hơn một chút để mình khuyến. Thì vậy thì mọi việc em xui rồi, chỉ là một cách ứng xử thôi. Chúng ta chỉ cần thay đổi tư tưởng, thay đổi ứng xử thôi thì mọi việc im ru đạo ạ. À, bữa nay thuyết giảng về, bà vợ bà cằn nhằn nó chèn ở
ông tối ngày đi dự thuyết giảng không, ba lúa xè bây giờ mò chỗ nóc hết trơn rồi. Mà nếu mà chúng ta nóng giận lên là hư bột hư được, thì mình cũng phải tìm cái lời năn nỉ bà. Thôi bà thông cảm đi, bữa nay á, là tôi về hơi trễ, nhưng hứa với bà đó, mai mốt thuyết giảng xong tôi về nhà liền ha. Giữ xong về nhà liền không dám kề cà đâu trơn á. Tôi thăm đồng, có gì thì tôi làm ban đêm cũng được. Bà cho tôi giữ thuyết giảng là tôi vui rồi. Chè nói một câu vậy thiệt cái quý vị á, quý vị sẽ được bả ẩm vì trong lòng bàn tay luôn đó. Tôi thật sự, phải không? Thực tế, đây là thực tế. Mà nếu mà về nhà mà nóng á, tại sao bà đi chơi được, bà đi nhà chuyện được, mà bà cấm không cho tôi giữ thuyết giảng rồi. Lúc bây giờ bà không cho thì mai không đi được luôn. Bởi vì phiền não nổi lên rồi. Mà khi phiền não nổi lên rồi thì mọi thứ nó đổ vỡ, nó không hết. Thì đó là chúng ta nó gọn thôi ha, cái tánh sân mình đó. Rồi về Messi cũng vậy, hầu lúc chưa tu á, hoặc giả là mới tu đó, thì mình còn chạy theo dĩ đoan mê tín. Bữa nay mở cái tiệm bán tạp hóa, con trai lớn mình nó mở cái quán, cái đó con ơi, con làm ơn á, đi mua ông địa thằng tài cái đem lại cái ông thầy đó, ông sơn bùa, cái con để con thờ với bán mới được. Lúc đó lúc người đời ha. Nhưng mà hôm nay tu rồi thì mình nói lại, con ơi, bữa hổm ba mẹ không có biết con à, cho nên còn mê tín, còn tâm tối, còn mê si, cho nên xúi dạy cho con, kêu con thỉnh mua ông địa thần tài mà kêu người ta xin bùa để cúng đó. Còn giờ này cha mẹ gia đình mình tu thuật giáo hòa hảo rồi, đức thầy dạy cho cha mẹ sáng rồi, con ơi không còn tối nữa, thôi thôi con dẹp giùm cho cha mẹ đi. Mọi việc ở đời đều do luật nhân quả, còn buôn bán giá rẻ một chút, hàng chất lượng một chút là con bán được rồi con à. Chè mà nói câu thì quá im, có gì quá ngon lạnh. Thì đó là chúng ta thay đổi đó. Còn nếu như mình sợ cái mình thay đổi vậy cái mình bán ế à, không có khách, thì như vậy là chúng ta chưa có chuyển hóa thì nó không hết. Như vậy thì tu cầu Phật quá tánh tình, đây là nhân. Khi đồng đạo chúng ta mà thực hiện được cái câu này đó, như tôi nói nãy giờ nói gọn thôi, bữa nay không nói nhiều quý vị ơi, gọn thôi ha, chúng ta phản tiếng hộ thôi. Thì nếu như mà mình mà làm được cái ý vậy thôi, gọn gọn thôi, nhiều cái nữa mà chúng ta nói gọn thôi, thì cái câu thứ hai là kết quả đó, lưới mây chẳng buộc, nhà mình tiêu giáo. Như vậy thì rõ ràng khi mà tôi và quý vị chưa tu cầu Phật quá tánh tình, mình phải bị nó buộc không? Nó là lưới mây, mà thầy dạy là dệt lưới nghi, đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Vì vậy cho nên cũng nhìn lưới dím ở lưới mây này nè, mà nó buộc chúng ta cái này, nó buộc chúng ta cái kia, nó buộc chúng ta cái nọ. Nhưng mà hôm nay khi mình chuyển đổi tư tưởng, mình chuyển hóa cái tấm tình của mình, lúc bây giờ tấm mình ngon lành, tấm mình lúc này không còn lòng tham nữa, mà tấm mình là cái tấm bố thí giúp đời. Tấm mình giờ này không còn nóng nữa, mà tấm mình bây giờ nhã nhẫn, thương vợ, thương con, thương chồng, thương xóm. Tấm mình giờ này không có còn tâm tối, không còn nghe dạ dễ tin nữa, mà tấm mình lúc này phải nói rõ là luôn luôn hướng thiện, luôn luôn có được chánh kiến. Thì như vậy rõ ràng lưới mơ chẳng buộc, mình đâu còn bị nó buộc nữa. Thì khi mà chúng ta không còn bị nó buộc nữa, thì đức thầy dạy là nhẹ mình tiêu giáo. Có nghĩa rằng gần như lúc này chúng ta không thả, mà thật sự là không thả. Bây giờ tôi ví dụ, đồng đạo nào còn cái lòng tham, đồng đạo thấy nặng không? Nặng. Tham cái gì là nặng cái đó. Khi lòng tham chúng ta khởi lên, giống như chúng ta đang đeo một cục đá vậy đó. Tham danh thì nặng về danh, tham lợi thì nặng về lợi, mà tham tình thì nặng về tình. Tôi nói nôm na, tham sống cũng nặng về sống. Bởi vì mình sợ chết, mình tham sống, lòng mình lúc nào cũng lo, đúng không? Bệnh một chút cũng lo, gặp cái gì một chút cũng lo, ăn cơm ít cũng lo, ăn cơm nhiều cũng lo. Thì rõ ràng những cái này chúng ta thấy nặng đâu. Vì vậy nó là những cái kéo chúng ta trở lại. Rồi nếu đồng đạo còn sân, mình còn nặng không? Quá nặng đồng đạo. Mỗi khi mà cái cơn thịnh nộ nó đi ngang mình đó, thì đồng đạo thấy làm sao? Tôi thấy nặng lắm á. Mỗi khi đi qua thấy con người mình nó khó chịu, nó nặng nề, giống như ai đổ cái đầu mình vài cái tảng đá lớn vậy đó.
Khi mà cơn giận đi quá mình nhớ là chàng ngớ sao mình nặng nề vậy. Mình là người tu mà quá nặng rồi. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta ở đây, lúc này là phải nói rõ là lưới mơi không buộc, thì nhẹ mình tiêu diêu kính đồng đạo, hay gọi là tiêu giáo đó. Vì vậy cho nên Đức Thầy dạy qua câu giảng này, lưới mơi chẳng buộc nhẹ mình tiêu giáo, thì đồng đạo chúng ta lúc này mình không có còn bị cái cuộc đời này nó hành hạ, không còn bị cái cuộc đời này, phải nói rõ, nó câu nệ, nó lôi kéo chúng ta. Và khi mình nhẹ mình được như vậy thì chúng ta mới có cơ hội, hai cái cơ hội mà Thầy dạy. Một là gì? Ước trầm họ nhẹ mình có cánh, mình có nhẹ mình tiêu dao được thì lúc bây giờ mình mới có cánh kính ông đạo. Hay hoặc là dạ là siêu thắng nhẹ tấp đường mây, lúc này mình mới được siêu thắng. Còn chúng ta còn nặng thì tầm lưng quan nghiệt càng gây thêm hoài. Bởi vì trước đó Thầy dạy là rất rõ rồi, Phật tiên thánh muôn loài vạn Phật cũng ở trong quả đất những gây. Nó có hai vấn đề thôi. Nếu như cái tấp trên Phật là cái người này nhẹ mình, người này siêu thắng, mà nếu như cái nhóm dưới tam độ lục đạo thì nó nặng mình. Cho nên hôm nay qua câu giảng này mà Đức Thầy dạy rất rõ là lưới mơi chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao, thì gần như là lúc này chúng ta không còn bị buộc nữa, không bị buộc nữa. Và từ đó chúng ta mới bắt đầu đi vào cái câu giảng tiếp theo, đó là tu cầu cửa Phật đẳng vào. Như vậy thì giờ này đến cái thứ ba này, đến câu giảng thứ ba này, thì lúc bây giờ đó là chúng ta nhắm thẳng vào cái tâm điểm. Giờ này mà nếu nó muốn vào cửa Phật thì xin thưa là ai cũng nôn hết. Tôi cũng muốn vào cửa Phật nè, quý vị cũng vậy, muốn vào cửa Phật. Như vậy thì cái quan trọng chúng ta tu cầu cái pháp môn nào mà sớm vào cửa Phật, đó mới là cái điều chúng ta đáng nói. Cho nên nếu nói về triết học Phật giáo nói chung, lời Đức Thầy nói riêng, như vậy thì có rất là nhiều pháp môn, mà đại để là thiền tịnh sân tu, đồng đăng miễn ngạn, có rất nhiều pháp môn để chúng ta được vào cửa Phật. Nhưng mà quý cho cùng, như cái sự trình bày của chúng ta nãy giờ, cũng như cái đề tài mà đồng đạo Phương Kiều đã trình bày, vì vậy cho nên muốn tu cầu của Phật đặng vào thì xin thưa đồng đạo, có nhiều pháp môn. Trong các pháp môn đó, mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng hành trì pháp môn tịnh độ. Chỉ cần chúng ta có niệm Phật, có cầu xin về cực lạc, thì nhất định chúng ta sẽ cái ngày cuối cùng được Đức Phật cùng các chư thánh tiếp rước chúng ta, hoặc là khi về họ Long Hoa thì được Đức Thầy thuyết pháp, tất cả chúng ta sẽ vào cõi Phật. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì đây cũng là một cái phương pháp mà giờ này đồng đạo chúng ta đặt trọn một niềm tin. Bả lẽ pháp môn tịnh độ một pháp môn năng tính chi pháp, một pháp môn dễ tu nhưng khó tin. Nếu đồng đạo chúng ta thiếu đức tin thì xin thưa chúng ta khó thực hiện. Cho nên giờ này Đức Thầy mới dạy rất rõ, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Vì vậy cho nên đạt được ở chỗ của Phật đặng vào, yếu tố đầu tiên không thể thiếu là chúng ta phải tin. Tin cái gì? Chúng ta phải tin là có cõi Tây Phương Cực Lạc. Dầu cho đồng đạo có là hành đạo nhiều cái nào, mà đồng đạo không tin có cõi Tây Phương Cực Lạc, đồng đạo không tin lời Đức Thầy dạy, tức là cảnh Tây Phương báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng. Vì vậy cho nên nếu như hôm nay chúng ta không có đức tin thì rõ ràng mình đi ngược lại Đức Thầy rồi. Đức Thầy dạy rất rõ, chúng ta có cảnh Tây Phương, có cõi Tây Phương, Thầy còn cho biết là báo ngọc đầy lầu nữa. Cho nên Thầy kêu chúng ta ráng tu để mai mốt chúng ta về đó an dưỡng, quý vị à. Cho nên đức tin là mẹ đẻ công đức. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta phải tin có cõi Tây Phương, và đồng thời làm ơn tin giùm tôi có cõi địa ngục. Bởi vì có địa ngục thiên đàng hay chẳng, tin Tây Phương xong chưa đủ, mà chúng ta phải tin có cõi địa ngục. Để làm chi ạ? À? Để chúng ta sợ cõi địa ngục mà chúng ta tìm cầu để lên cõi Tây Phương, quý vị ạ. À? Cho nên đây đức tin. Rồi đức tin thứ hai là chúng ta phải tin thế gian này có Phật. Thế gian này có Phật à, mà chúng tôi cũng nói đi nói lại nhiều lần, nếu như ai nói thế gian không có Phật là người này chưa có thông hiểu hết mọi thứ. Bởi vì thế gian này có ông Phật thiệt,
Đức Thích Ca Mâu Ni là ông Phật lịch sử, là ông Phật thiệt. Rồi chúng ta thấy rõ rằng 33 ông tổ thì mấy ông này là thiệt có giả đâu. Từ Ca Diếp về xuống tới Lục Tổ Hoài Đăng là nhân vật lịch sử. Rồi gần nhất trong đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy, tức là Điều Ngự Giác Hoàng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông của cái hệ phái Trúc Long Tam Tổ thì rõ ràng đấy là ông Phật thật rồi. Tức là ông này làm vua tu hành thành Phật, gọi là Phật Hoàng. Rồi gần nhất đối với chúng ta ở đây, đồng đạo không lạ gì, Đức Phật Thầy Tây An. Thế gian gọi Đức Phật Thầy bởi ông này là ông thầy dạy đạo, ông là ông Phật, làm thầy dạy đạo, làm thầy chữa bệnh, cho nên người ta gọi là Phật Thầy. Vậy thì có Phật ông này thì cái giả, thì cái giả gì? Thật sự. Và gần nhất Đức Thầy chúng ta là Kim Sơn Phật. Vì vậy cho nên đồng đạo nhớ kỹ rằng thế gian này có Phật, mình phải có đức tin. Và đồng thời cái tin cuối cùng là vì phải tin trong tâm chúng ta có Phật, trong tâm chúng ta có cõi Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc bên ngoài là Tây Phương Cực Lạc tướng, chúng ta mượn phương tiện tướng để chúng ta trở về nội tâm. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ rồi, đường đạo lý cho nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thì quá xa xăm, hãy tìm kiếm ở đông não trí. Đồng đạo có làm điều gì sai đó, cái đồng đạo nhớ chàng ơi, mình làm với ông Phật trong tâm không biết hả? Ông biết hả? Ủa mình là Phật mà sao làm kỳ á? Thôi thôi không được không được, nghĩ không được không được. Thì khi cái tư tưởng chúng ta nó móng khởi lên thì đồng đạo phải nhận định cho tôi mình là Phật. Ông Phật gì nói chuyện kỳ á? Ông Phật gì mà suy nghĩ kỳ á? Ông Phật gì mà ích kỷ vậy? Thì chúng ta bỏ cái tư tưởng đó liền. Cho nên phải là lấy này để buộc với nhau không? Và đồng thời chúng ta hôm nay niệm Phật để mình trở về tịnh độ tâm. Mà trong tịnh độ tâm đã cho biết rồi, tức là duy tâm tịnh độ, tự tánh duy đà, duy tâm tịnh độ thì nó không hết. Đó là chúng ta phải tin. Rồi bên cạnh tin ra mình phải có một chí nguyện là tha thiết mong cầu. Nguyện là giống như hồi nãy chúng ta bàn nãy đó, nguyện. Và đồng thời sau khi mình tha thiết mong cầu được về có Phật thì mỗi đồng đạo chúng ta phải thực hiện, phải chuyên trì câu lục tự. Mà vừa rồi chúng tôi nghe đồng đạo Phương Kiền mà rất rõ rồi, chúng ta phải niệm Phật. Nói thật quý vị, hầu như tôi nhớ không lầm đâu, bài nói chuyện gì, bài pháp môn nào tôi cũng được thường nói nhắc nhở với mình và tất cả đồng đạo chúng ta phải cố gắng niệm Phật. Thì đó là chúng ta tu cầu có Phật đăng vào. Thì khi mình có thực hiện được tính nguyện hạnh như lời thầy dạy, có đức tin, có chí nguyện, và chúng ta phải lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, và chúng ta phải di đà luật tự ráng đi niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra, thì mình cố gắng niệm Phật như vậy thì cái kết quả sau cùng chúng ta đạt được là gì? Gót sen thông thả xiết bao thanh nhã. Như vậy thì gót sen, cái từ gót sen nghĩa là gì? Từ gót sen hiểu về nghĩa đen đó, giống như tha sen đỡ gót, có nghĩa là nếu hiểu về nghĩa đen đó, gót sen là hoa sen đỡ gót. Thế nào gọi là hoa sen đỡ gót? Thì hoa sen đỡ gót ở đây lúc bây giờ chúng ta bước, mọi bước đi của mình đều có một cái hoa sen đỡ gót. Đức Phật đã được rồi. Theo Đại Thừa Phật Giáo, sau khi Đức Phật được sinh ra, bảy bước đi của Đức Phật đều có hoa sen đỡ gót. Đó là chúng ta bàn về sự. Và hôm nay nếu bàn về lý đạo, bàn về lời Đức Thầy, thì gót sen ở đây ý Đức Thầy muốn dạy chúng ta rằng đây là thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nổi khổ sanh. Vì vậy cho nên gót sen là lúc bây giờ chúng ta được liên hoa hóa thân, lúc bây giờ con người chúng ta không còn mang cái thân giả này nữa. Cho nên mỗi một cái ước lượng của một nơi chúng ta đến thì nó đều có một sát thân khác nhau. Tôi nói ví dụ, khi đồng đạo chúng ta bị đọa địa ngục, khi đồng đạo chúng ta bị đọa thành ngạ quỷ, thì lúc bây giờ xác thân chúng ta không giống con người, mà xác thân chúng ta cái này cái hình đó nghe, chứ không phải là xác. Cái hình chúng ta nhìn nó giống như những cái con khó coi, giống trong phim vậy đó. Hả, nó khác hay không? Rồi khi chúng ta đọa thành súc sanh thì tùy cái nghiệp lực
mà cái xác thân chúng ta không phải con người, mà chúng ta mang các cái con vật mà thầy dạy là chuyển luân trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dạy dột. Rồi khi chúng ta được may mắn thành người thì mình được xác thân con người. Xác thân con gà con vịt thì nó sống được 2 tuổi 3 tuổi thì nó bỏ xác, bởi vì cái niên hạn nó ngắn, nhiều gì thì 5 7 tuổi 10 tuổi. Còn xác thân con người chúng ta nó đẹp hơn một chút, nhưng mà trong đó có người đẹp có người xấu. Cái người đẹp là cái người này phước nhiều, cái người xấu là người này ít phước. Rồi có người dễ thương có người khó ưa, thì nó hoàn toàn cũng do phước nhiều phước ít. Và đồng thời sẽ có người chúng ta cái niên hạn trung bình nó tầm khoảng 60-70 năm sẽ hết hạn sử dụng. Và khi cao hơn con người, chúng ta về giữ hỏi lắm ha, thì lúc bây giờ thầy ước lượng chúng ta sống 10.000 năm. Cho nên đến cái nơi đó rồi chúng ta bỏ xác này, cho nên thầy mới dạy là chừng lập hội thì già quá trẻ mà khắp hoàn cầu đổ xác tái hồn. Cho nên giờ mang cái xác này về giữ hỏi Long Hoa được không? Không có được, cái chỗ đó không có xác tanh hôi như chúng ta ở đây. Xác chúng ta là xác tanh hôi, mũi đùi đón rước. Khi chúng ta về bên kia là xác khác à, cái xác trên kia nó phải trường thọ đến 10.000 tuổi. Rồi cao hơn nữa, khi chúng ta về cõi Phật thì mình cũng không có đem cái xác họ Long Hoa theo được, bởi vì xác đó có 10.000 năm mà. Mà xác thân về cõi Phật thì xác thân này gọi là đường sanh mạng Phật Ta Đồng Thọ. Xác thân này là vô biên, là vĩnh viễn, là trường tồn. Cho nên xác thân này là xác thân gọi là gót sen, tức là từ đầu đến gót. Xác thân chúng ta gọi là liêm hà quá thân. Vì vậy thầy mới dạy là gót sen. Thì khi được gót sen này thì đương nhiên chúng ta thông thả rồi. Cái xác thân ở đây không thông thả, xác thân ở hội Long Hoa cũng chưa chắc được thông thả. Xác thân của súc sanh, của ngạ quỷ, của địa ngục lại càng không thông thả nữa. Mà cái đó nó sao mình không biết thì mình nói đây đi. Xác thân ở đây chúng ta có nhu cầu nè, sáng cây thức dậy nè, phải cho nó cái buổi tỉ điểm tâm sáng nha, cho nó ly cà phê ha, cho nó bình nước trà ha, cái trưa chút cho nó ăn sáng ha, rồi chiều cho nó ăn cơm ha, tối cái dỗ cho nó ngủ, vân vân. Ô nó phiền phức quá đi, có thông thả không? Không. Quý vị sao tôi không thấy thông thả rồi đó. Mà nếu sáng ngày nào mà không cho nó ăn đó, mà đứng diễn đàn nổi giờ này tôi mới sợ, không có được, phải cho nó ăn không có được, không có thông thả. Vì vậy cho nên đồng đạo ráng tu, khi mà mình được liên quan quá thân rồi thì thầy dạy làm sao lúc này khỏi lo cái ăn cái mặc nữa. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bát đắc. Lúc bây giờ nó thông thả rồi, tâm mình khởi cái gì thì cái đó nó có, không cần phải lo cực khổ sáng chạy đông chiều chạy tây. Chúng ta giờ này nó đồng đạo à thì nó không hết, đó là thông thả đó. Rồi bây giờ tới đó đồng đạo nhớ không, đâu có còn cái bà này là vợ tôi, đứa này là con tôi, ông này là chồng tôi. Cũng chính vì bà này là vợ tôi mà tôi không thông thả, cũng chính vì ông này là chồng tôi mà tôi không thông thả nè, đi một chút là ông la ông rầy rồi. Chính vì đứa này là con tôi mà tôi không thông thả là phải lo cho nó. Nhưng mà đồng đạo an tâm, khi mà chúng ta được gót sen đỡ gót rồi, được hoa sen đỡ gót, được liên quan thân rồi, thì lúc bây giờ rất rõ là chúng ta không còn chồng vợ nữa, cả hãy chúng thể đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo, dứt ái ân biến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Như vậy thì đến đây không có còn cái gì là chồng tôi vợ tôi hết, cũng không ai là con tôi hết. Ở đây chồng vợ con cái là gì? Là định nghiệp, là nghiệp không đó. Nhưng mà khi chúng ta về bên kia rồi thì hết nghiệp à, hết nghiệp lúc giờ đâu còn chồng vợ con cái nữa, thì là không phải rồi đúng không? Ở đây đó, bữa nay mà gặp ông nào mà mình thích đó, mình mừng lắm. Mà gặp ông nào hôm qua hôm kia ổng lấn lên đất của mình, bữa nay giữ đứa giảng chung gặp ổng là không muốn dòm. Phải không? Cứ gặp nhau mắt tựa kim châm nè, với ổng thông thả. Cái người mình thương mình quý lắm, mà cái người mình ghét rồi đó thì mình bức rứt, mình khó chịu. Nhưng đồng đạo an tâm, khi chúng ta được liên hoa quá thân về cực lạc thầy dạy rồi, lúc đó không còn thương ghét vì chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã,
sẵn vị nơi rành phân thượng hạ, khỏi khổ cầu quán ghép gặp nhau. Phải thông thả không đọc? Quá thông thả rồi, nó không hết. Chúng tôi chỉ đưa ra vài vấn đề, chúng ta thấy rõ là thầy dạy quá chí lý rồi. Và đương nhiên đến đây là chúng ta an nhàn, thanh nhàn. Chữ thanh là trong sạch, chữ nhàn là nhàn nhã. Thanh nhàn là nói cái cảnh của một con người liễu đạo. Lúc bây giờ phải thanh nhàn không? Đất được làm bằng bảy báo: pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, vàng, bạc, kim ngân. Vì vậy đồng đảo đây mà ai còn tham nhà tích của biết hồi nào nguôi nhớ này giùm tôi. Tưởng gì ở đây đất cát hôi tanh bùng sình không, mà giành giật nhau chứ, liên tiếp nhau làm gì? Mai mốt về bên kia bảy báo đó, chẳng những vậy đâu phải ở cái nhà sụp sụp như vậy đâu, bằng gỗ, bằng sắt, bằng bê tông, rồi nó sẽ mục nát sau vài năm, vài mươi năm. Vì vậy cho nên khi chúng ta về bên kia đâu có còn lo lắng nữa. Mà lúc bây giờ nhà chúng ta phải nói rõ là lầu đài, là điện ngọc không đồng đảo à. Cho nên thầy mới giải đáp rõ là trò thầy đấng tiên đó. Vì vậy cho nên hôm nay quá thông thả rồi. Chẳng những vậy, lúc bây giờ đâu có tiếng nhạc đánh sập sình sập sợ như đây đâu, mà lúc bây giờ tiếng chim hót cũng là Phật Pháp, tiếng lá rơi cũng là Phật Pháp, tiếng suối chảy róc rách vu vi cũng là Phật Pháp. Như vậy phải là thanh nhàn không? Vì vậy mới đồng đạo ráng tu, đây là cái cuối cùng mà chúng ta đạt được đó. Lúc đó thì chúng ta được đồng bay về cực lạc một đàn rồi. Vì vậy nên trở lại tu cầu Phật hóa tánh tình. Đây là một chuyên đề mà Đức Thầy nhắc nhở qua bốn câu giảng. Vì vậy mỗi đồng đạo chúng ta muốn đạt được cái cảnh ao sen báo nực mùi, chúng ta muốn đạt được liên hoa hóa thân, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng làm sao mình phải chuyển đổi. Chuyển đổi từ cái tư tưởng bên trong, chuyển đổi từ cái tánh nết bên ngoài, từ cái tình cảm của chúng ta lúc đầu thì chúng ta còn thương, chúng ta còn ghét, chúng ta còn nghèo tình cảm. Nhưng mà giờ này cái học đọc lời Đức Thầy, chúng ta có học Phật rồi, thì mỗi vị chúng ta phải giàu tình cảm. Hầu đó thương một, giờ phải thương mười, phải thương trăm, phải thương ngàn. Chúng ta thương được bao nhiêu thì chúng ta đắc đạo được bấy nhiêu. Như nếu như chúng ta muốn được như Thầy, như Phật, thì chúng ta phải giàu tình cảm như Thầy. Đó là tình yêu mà chẳng đi ngay cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Và đồng thời mỗi đồng đạo chúng ta khi có một tình cảm được như vậy, thì lúc bây giờ tánh chúng ta bên ngoài nó không còn phải nói những cái sự ham muốn dục lạc, không có còn cái sự sân nộ, cũng không có còn cái sự tối tâm ngu muội. Thì đạt được điều đó tạm gọi là đồng đạo chúng ta không còn mê, không còn bị nó buộc, thì coi như chúng ta đã giải thoát từng phần rồi. Hầu đó mình khó cái nào là bị buộc chặt cái đó, còn bây giờ chúng ta dễ cái nào là chúng ta đã tháo cái xích xiềng thế tục rồi. Lúc bây giờ mình giải thoát từng phần. Và đồng thời hơn nữa, giáo pháp chúng ta đi là phải về cõi Phật. Lời Đức Phật dạy nước biển như có một vị mạng đạo của ta chỉ có giải thoát mà thôi. Thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy không khác, trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Vì vậy cho nên cái bước đi chúng ta là phải làm sao phải về cực lạc. Cho nên mình phải tranh thủ làm sao đặt một cái phong tiêu, đặt một định hướng là chúng ta phải vào cửa Phật. Muốn vào cửa Phật thì mỗi đồng đạo chúng ta ít nhất mình cũng phải niệm Phật, mình cũng phải làm lành, chúng ta mới vào cửa Phật. Khi chúng ta có niệm Phật làm lành, thực hiện đúng lời Đức Phật để đạt kết quả, thì chúng ta phải có đức tin, phải lập chí nguyện và phải thực hành đúng theo lời Đức Thầy dạy trong tôn chỉ, trong sự niệm Phật. Từ những buổi niệm Phật sau mỗi thời cúng, chúng ta phải niệm Phật trong tư tưởng quay nghi. Sau những lúc trong tư tưởng quay nghi thì chúng ta phải buộc chặt câu luật tự nơi tâm của mình, đi đến chỗ nhất tâm bất loạn. Ngoài nhất tâm bất loạn ra thì chúng ta phải tranh thủ làm sao mình phải trở về với cái bản lai thanh tịnh của chính tự tâm của mình, tự tánh thanh tịnh của mình. Lúc bây giờ mượn câu luật tự làm phương tiện, mượn Phật Di Đà bên ngoài để chúng ta làm cho Phật trong tâm mình được vực dậy, được sáng lên, để rồi chúng ta tìm Phật tự tâm của mình. Và tất cả những cái đó là nhân, những cái đó là pháp tu. Cái kết quả sau cùng tất cả chúng ta sẽ được giải thoát,
kết quả sau cùng tất cả chúng ta sẽ được liên hoa hóa thông, thì lúc này mình không còn bị ràng buộc, mình luôn luôn thông thả, và chúng ta lúc nào mình cũng thanh nhàn hưởng cái cảnh sen báo nộp mùi, như lời Đức Thầy đã dạy chúng ta rất rõ, đó là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nực mùi, nào ai rõ cái vui tuyệt đáo. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay, và cuối cùng chúng tôi không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải thực hiện đúng cái niềm tin, tất cả chúng ta cố gắng tu hành để được về với cõi Phật, để được về Đức Phật và Đức Thầy. Đúng như lời Đức Thầy đã dạy, đó là về cực lạc, thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu, chúc cho đó vẹt mây mù, vững vàng bắt thói công tu vuông tròn. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.